Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán lý thuyết phân tích báo cáo tài chính. Ở nội dung khóa học này sẽ giúp các bạn nắm vững được nền tảng, thực hành phân tích các chỉ số tài chính, đưa ra các quyết định quan trọng khi ký kết hợp đồng, liên kết kinh doanh và đấu thầu, va chạm phân tích, đánh giá và xử lý các thông tin đầu tư tài chính thu thập được, đúc kết được nhiều kỹ năng và kinh nghiệm thực tế sau khi hoàn thành khóa học thực tế tại Trung tâm Kế toán Việt Hưng. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng đi vào tìm hiểu về chi tiết nội dung của khóa học. Phân tích báo cáo tài chính. Trong nội dung của khóa học này, các bạn sẽ được đi tìm hiểu về khái quát chung về phân tích báo cáo tài chính, bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích giữa doanh thu và nguồn vốn, lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận gộp, chi phí hoạt động kinh doanh và chỉ tiêu cần phải chú ý kỹ, chi phí về bán hàng khấu hao, các chi phí lãi vay, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế, các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Trong bảng cân đối tài khoản hướng dẫn các nội dung liên quan đến tài sản, tiền mặt, hàng tồn kho, các khoản phải thu, phải trả, các nội dung liên quan đến tài sản cố định và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Còn trên báo cáo lưu chuyển hướng dẫn chi tiết các phương pháp và kỹ thuật để phân tích báo cáo tài chính, diễn giải các hệ thống trên báo cáo, kiểm tra lại các thông tin trong báo cáo tài chính, phân tích các chỉ tiêu khả năng thanh toán, chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho, vòng quay vốn lưu động, các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận của tài sản, tổng nguồn vốn và tổng doanh thu, phân tích điểm hòa vốn và đòn bẩy kinh doanh, phân tích các chính sách huy động vốn của doanh nghiệp, tình hình sử dụng vốn, tiềm năng tài chính và rủi ro tài chính của doanh nghiệp là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học phân tích báo cáo tài chính của Trung tâm Kế toán Việt Hưng. Trong giáo trình, các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức học lớp online, một giáo viên kể một học viên. Đặc biệt là toàn bộ các chứng từ các bạn sẽ được học trên trang giáo trình online trong web ketoanviethung.com. Nhấn vào giáo trình kế toán, chọn đến các khóa học mà các bạn muốn tìm hiểu. Ngoài ra, các bạn sẽ được lựa chọn học phân tích báo cáo tài chính trên chính chứng từ mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học phân tích báo cáo tài chính bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988680223 để được tư vấn và hỗ trợ.